Bất động sản tiền nhân xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi đứng ở chỗ này là xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là khu dân cư nha quý vị. Đường này đường nhựa. Cái phía này là đi ra chợ Láng Dài này, ra cái quốc lộ 55. Từ đây đi ra đấy là 800 m. Chúng tôi vừa đi ngoài từ đoài đi vào. Và chúng tôi có đo nên là 800 m nha quý vị. Ở đây khu dân cư này, đấy, dân cư nhà vườn này các thứ. Ở đây có cái lô đất này người ta bán lô đất nhà ở thôi chứ không không phải phải là lô đất vườn vì nó khá là nhỏ. Lô đất của mình là lô đất thứ tư từ cái hẻm này nhá. Cái hẻm này là một lô là 5 m, lô thứ hai 5 m, lô thứ ba 5 m, lô thứ tư thì là 20 m, thì là lô đất của mình ở đây. Đó. Do không ở không dọn dẹp nên mấy cái cọc chôn cột mốc có, nhưng mà cái cột mốc ở bãi đằng xa xa bên này thì thấy, đằng sau này thì thấy, đằng trước này thì bị cỏ nó che lấp hết rồi. Đó. Thì lô đất này là ngang 5 m, sâu 23 m, có cạnh 25 m, 115 m², trong đó có 100 m đất ở nha quý vị. 100 m đất ở. Đường này thì là đường thông, lối này thì đi sang Long Tân bên Đất Đỏ. Đi ngược lại thì vậy tôi nói rồi, là ra chợ Láng Dài. Đó. Ở đây có xe cuốc đang chắc là cào vườn để chuẩn bị. Ở đây có cái nhà mái Thái khá đẹp, biệt thự nhà vườn gì đó khá là đẹp. Đó. Thì đây là khu dân cư, không quá đông dân nhưng mà cũng không thưa nha. Trên này là điện ba pha có đủ loa phát thanh này, rồi nước máy này. Đó, ở đây là cũng gần giống như là trung tâm của thôn, của xã rồi. Đó, thì nên cái lô đất này là 115 m², 100 thổ cư, mặt tiền đường nhựa, ô tô tránh nhau thoải mái. Giá bán chủ đưa ra là 770 triệu. 770 triệu. Thì quý vị nào cần mua một lô đất mà để về nghỉ dưỡng hay làm nhà ở đây thì ở đây mà đi Sài Gòn mà đến đến chợ Bến Thành quận 1 thì là 90 cây nha quý vị. Còn đi ra chỗ bãi biển Lộc An thì khoảng 10 cây số. 10 cây số. Nếu mà quý vị mà ở đây thì đi xe ra biển cũng gần. Ra chợ thì mấy trăm mét thôi. Đi xe máy, đi xe đạp ra cũng được. Thì thông tin sơ bộ là như thế. Quý vị cần thêm về ghi vị trí, sơ đồ lô đất rồi quy hoạch hay các thứ thì alo chúng tôi. Chỗ này thì là thổ cư, quy hoạch dân cư rồi, người ta đã mới lên thổ cư tách sổ ra thôi. Thì quý vị nào quan tâm đến bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu có thể bấm đăng ký kênh, theo dõi kênh chúng tôi còn nhiều các cái sản phẩm khác. Quý vị cần tư vấn thì cứ alo cho chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí, kể cả sản phẩm của các dịch vụ khác. Thì Bất Động Sản Thiện Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.